Chào mọi người. Nói đến người dân miền Tây á, thì cái món bún là cái món mà người ta thích ăn nhất ở Vĩnh Long á. Có nhiều chỗ bán cái món bún nướng, nhưng hiện nay á, mình đã phát hiện ra một chỗ bán bún thịt nướng cực kỳ thơm ngon và giá cực kỳ bình dân, chỉ 12.000 đồng một tô thôi mọi người. Bún thịt nướng, chả giò và bún thịt xào, ba thứ vô chung một tô mà chỉ có giá là 12.000. 12.000, mình xin nhắc lại nha, 12.000 một tô bún thịt nướng, chả giò và thịt xào luôn. Sau đây mình sẽ mời mọi người cùng theo mình đến địa điểm đó nhé. Đây, cho mọi người quan sát hoàn cảnh xung quanh nha. Đây, đây là bên trái của quán nha. Đây là quán bún thịt nướng bán tại xéo cái cây xăng số 6, địa chỉ là 641 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Nhưng sau đây thì mình mời mọi người đi vào trong quan sát quán bún nem nướng 12.000 thì có những gì nha. Đây, mình mời mọi người đi cùng mình. Hiện giờ là 6 giờ 15 sáng nha mọi người. Giờ thì mình bắt đầu đi gặp cô chủ nha mọi người, để hỏi thời gian hoạt động và giá tiền các loại món ăn của cô chủ bán nha. Con chào dì. Cho con được phép hỏi thì dì, con phải gọi dì là theo thứ. Đây là dì Tám bán bún thịt nướng nè mọi người. Cái món bún thịt nướng của dì Tám bán thì được bao lâu rồi dì Tám hả? Bán 3 năm này. Dạ, vậy là từ năm 2016 tới giờ. Thì dì Tám bán như vậy thì cái khoảng thời gian dì Tám bán là từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 5 giờ tới 8 giờ. Vậy là 5 giờ sáng là đã có rồi nha mọi người. 5 giờ sáng là dì Tám đã bán món bún thịt nướng. Kèm theo đó thì là có bì, bún thịt xào và chả giò nha. Thì dì Tám bán như vậy thì thường bình quân thì một tô là dì Tám bán bao nhiêu tiền ạ? 12.000 đó. Rất là bình dân nha mọi người. Bình thường thì dì Tám bán là một tô là 12.000. Thì bao gồm là cái tô bún đó là có gì dì Tám? Thịt xào với cuốn chả giò với khúc nem. Dạ, chỉ có 12.000 mà một tô rất là đầy đủ gia vị nha mọi người. Dạ, còn nếu mà 15.000 thì cái tô nó sẽ có gì dì Tám ạ? Nó tăng thêm lên. Có nghĩa là vẫn cũng đầy đủ. Dạ, nhưng mà có điều là nó sẽ nhiều hơn. Có bì đồ vô. Có thêm bì nữa ha. Dạ. Vậy là một tô 15.000 thì có 4 loại: bì, chả giò, nem nướng và thịt xào luôn. Dạ. Rất là rẻ và rất là ngon nha mọi người. Mình đã từng thử ở đây và mình quyết định quay quảng cáo để mọi người biết chỗ bún thịt nướng ngon nhất nhì tại thành phố Vĩnh Long. Đây là con gái dì Tám nè mọi người. Chào em. Em có thể cho anh biết em tên gì không? Em tên Dương. Hôm nay thì em chính là người chủ quán ha. Bán cái món bún thịt nướng trong khi anh quay ha. Đây là nem nướng nè mọi người, đây là nem nướng ha của quán bún thịt nướng dì Tám nha. Nem nướng ở đây thì nó có hai dạng nha, một là dạng tròn và một là dạng dài nha mọi người. Đây là chả giò nha mọi người, đây là chả giò nha, ăn kèm với tô bún nem nướng nha. Trong một tô bún thịt nướng thì bao gồm các món ha, thịt xào nè ha, nem nướng, chả giò ha. Đây là thịt xào nè mọi người, cực kỳ nóng hổi và thơm ngon luôn nha. Khi mọi người ăn bún nem nướng ha, nếu mà có thêm gia vị bì nữa thì là giá là 15.000. Đây mình đố mọi người, đây là gì? Đây là củ sắn nha, sau khi xào chung với xả ớt. Đây là giá này mọi người, giá ăn kèm với bún nha mọi người. Đây là đậu phộng nè mọi người, đây là đậu phộng ăn kèm chung với bún thịt nướng ha. Đây là thao tác của cô chủ bắt đầu bán một tô nha mọi người. Trước tiên là cô chủ sẽ bỏ giá salad và rau thơm vào tô nha. Sau đó tới bún. Đây, tiếp theo nữa thì đây là củ sắn ha, xào chung với sả cực kỳ thơm luôn. Sau đó là có thịt xào nha mọi người, thịt xào từng miếng thịt xào vàng ươm luôn nha. Tiếp theo đó là nem nướng nè,
Đó, và cuối cùng là một khúc chả giòn. Đây mình sẽ cho mọi người xem nha, tô bún thịt xào 12.000 nha, của dì Tám tại đường Trần Phú, quận 4, thành phố Vĩnh Long nha. Sau đây là thao tác là một hộp bánh nước nha mọi người. Hộp bánh nước thì có giá bao nhiêu tiền nha em? Dạ 12.000 luôn. Cũng chỉ có giá 12.000 thôi nha mọi người. Bánh nước thì bao gồm gì nè? Thì đương nhiên là phải bánh nước ha. Sau đó là giá này là giá đã trụng chín ha. À, sau đó một miếng giá sống ha, một miếng rau xà lách nha, rau thơm, một miếng chả lụa, một miếng nem, kèm theo nữa là một miếng bì nha mọi người. Đây mời mọi người xem, đây mời mọi người xem nha, một hộp bánh ướt giá 12.000, cực kỳ rẻ, cực kỳ thơm ngon tại thành phố Vĩnh Long luôn. Đây mình mời mọi người xem nha, chỉ 12.000 thôi. Cực kỳ bình dân luôn mọi người. Rồi sau đây thì mình mời mọi người cùng thưởng thức nha, tô bún thịt nướng chả giò, bún thịt xào luôn, chỉ có 12.000 đồng tại quán của dì Tám ha, đối diện cây xăng số 6, số 641 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha. Đây sau đây mình sẽ bắt đầu mình chan nước mắm nha mọi người. Giá này ha, là mời mọi người xem hấp dẫn không nè. Nè thịt nè ha, mọi người thấy nè, thịt xào nha, 4 miếng, một miếng chả giò nè, và một nửa miếng nem nha. Đây sau đây mình thử món chả giò nha mọi người. Đây chả giò. Chả giò giòn thơm, bên trong có những nấm mèo ha, khoai cao và thịt. Đây là miếng thịt xào nè mọi người. Cuối cùng đây là miếng nem nướng nè mọi người, cực kỳ hấp dẫn nha. Mình sẽ thử miếng nem nướng này, đưa ra cảm nhận cho mọi người biết nè. Khi mọi người á cắn vào miệng là cảm nhận được mùi thơm của nem nướng nè, cái vị á nói chung là rất là thơm, mặn mặn ngọt ngọt, nói chung là rất là vừa ăn. Có thể mình ra khẳng định với mọi người đây là món nem nướng, bún nem nướng là ngon nhất nhì Vĩnh Long. Sau khi mà đã ăn uống no say ha, sau khi mà đã ăn uống no say ở quán bún nem nướng ha, tại quán của dì Tám, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, thì bây giờ là mình đã rất là no rồi mọi người. Rồi sau đây thì mình sẽ chào cô chủ mình về nha. Mình xin nhắc lại, quán bún nem nướng của dì Tám bán từ 5 giờ sáng tới khoảng 8-9 giờ sáng ha, tại đoạn đường là Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, đối diện với cây xăng số 6, số 641 nha. Một tô bún thịt nướng ở đây mình xin nhấn mạnh với mọi người là rất là ngon và cực kỳ bình dân, với giá chỉ 12.000 đồng, bao gồm ha nem nướng, chả giò, thịt xào nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chào tạm biệt mọi người. Chào cô chủ dễ thương.